Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình tối nay ngày 4 tháng 7 năm 2023, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước làm việc với Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và giải quyết những khó khăn vướng mắc để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới. Hội đồng nhân dân huyện Tam Dương tổ chức kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây thanh long ruột đỏ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Khước, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và giải quyết những khó khăn vướng mắc để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới. Với những vướng mắc liên quan đến luật xây dựng, luật đấu thầu gói trang thiết bị y tế, trên cơ sở thông tư 14 của Bộ Y tế, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước yêu cầu Ban quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan hoàn thiện các thủ tục để triển khai các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật. Tổng hợp khó khăn vướng mắc về thủ tục, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chính phủ xem xét. Ban quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh đôn đốc nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, xử lý dứt điểm một số hạng mục ảnh hưởng đến vận hành của bệnh viện. Quyết liệt đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đường gom xung quanh bệnh viện để đảm bảo mỹ quan đô thị. Ban quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh và bệnh viện tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đảm bảo các thủ tục về phòng cháy chữa cháy, xử lý nước thải theo quy định để vận hành bệnh viện, phục vụ hoạt động khám chữa bệnh. Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương, Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường vỉa hè, bán hàng quán, trông xe bất hợp pháp xung quanh bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc. Đồng chí Nguyễn Văn Khước giao Sở Y tế trên cơ sở chức năng nhiệm vụ ra soát, bố trí hệ thống mạng lưới các cơ sở y tế phù hợp với hạ tầng, nhân lực đã được đầu tư. Bệnh viện Sản nhi làm việc với đơn vị chuyên ngành của Bộ Tài chính để xây dựng đề án về sử dụng tài sản công, giá, danh mục dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, theo đúng các quy định của pháp luật. Có chiến lược đào tạo cán bộ, đào tạo quản trị bệnh viện, chuyển giao công nghệ. Xây dựng bệnh viện trở thành cơ sở y tế chất lượng cao về lĩnh vực sản nhi của khu vực với dịch vụ chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và khu vực. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Tam Dương tổ chức kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tam Dương. Trong 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế của huyện Tam Dương vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng với tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 3.900 tỷ đồng, tăng 5,13% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1.500 tỷ đồng. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện các dự án được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt phương án bồi thường thu hồi đất trong 13 dự án với tổng diện tích 60,01 hectare. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà nâng lên. Huyện triển khai thực hiện xây dựng 3 làng văn hóa kiểu mẫu tại thôn Trầm, xã Hoàng Đan, thôn Viên Du Hòa, xã Thành Vân và thôn Chiến Thắng, làng Phù Liễn, xã Đồng Tĩnh. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, huyện Tam Dương tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao tại quyết định số 880 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng năng suất, chất lượng, tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Sáng nay tại Trung đoàn 834, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội thi chỉ huy trưởng chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện thành phố giỏi năm 2023. Dự có Đại tá Nguyễn Văn Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Hội thi thu hút 18 đồng chí là chỉ huy trưởng chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố trong tỉnh tham gia tranh tài ở các nội dung gồm thi soạn thảo quyết tâm tác chiến phòng thủ, điều hành hội nghị và thực hành báo cáo thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ với Đảng ủy, thi bắn súng K-54, thi thể lực bơi tự do 100m và thi điều lệnh. Thông qua hội thi, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ chỉ huy trưởng,
chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện, thành phố trong toàn tỉnh thời gian tới, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện vững chắc. Sáng nay, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028, dự có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh. Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn viên chức tỉnh đã bám sát mục tiêu đại hội công đoàn cấp trên, quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức viên chức, lao động, công tác kiểm tra, giám sát và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, người lao động được đẩy mạnh. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, đoàn viên. Công tác xây dựng công đoàn cơ sở tập trung hướng các hoạt động về cơ sở vì người lao động, từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh. Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị nhiệm kỳ 2023-2028, trước những cơ hội và thách thức mới, Công đoàn viên chức tỉnh tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế, đổi mới nội dung, linh hoạt phương thức hoạt động, điều hành lãnh đạo, nâng cao nhận thức, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, công chức viên chức, lao động. Thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng, hợp pháp, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, công chức viên chức, lao động, nhất là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Tích cực phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong cơ quan đơn vị, phát huy tiềm năng trí tuệ của cán bộ, công chức viên chức. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa 6 nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 4 hộ dân có đất tại dự án khu công nghiệp Bình Xuyên thuộc địa phận xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên. Khu công nghiệp huyện Bình Xuyên là dự án nhà nước thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng. Năm 2004, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho phép huyện Bình Xuyên triển khai thực hiện dự án có diện tích gần 287 hectare. Trong đó, đất công nghiệp chiếm trên 211 hectare. Còn lại là hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng phục vụ các doanh nghiệp. Đến nay, cơ bản diện tích của khu công nghiệp đã được giải phóng, chỉ còn lại số ít hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của 4 hộ dân với 13 thửa đất có tổng diện tích trên 3.500 m². Trước đó, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương huyện Bình Xuyên đã tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân thực hiện các quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho chủ đầu tư, nhưng 4 hộ dân vẫn không nhận tiền hỗ trợ bồi thường, không phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng. Quá trình tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc diễn ra theo đúng trình tự quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của công dân. Là loại cây trồng chịu hạn, thích nghi với đất đồi sỏi đá, ít sâu bệnh, không mất nhiều công chăm sóc và ra quả quanh năm. Nhiều năm nay, cây thanh long ruột đỏ đã trở thành cây trồng chủ lực giúp nhiều người dân ở xã Tân Lập, huyện Sông Lô vươn lên làm giàu, mở ra hướng phát triển kinh tế mới ở địa phương. Nhờ đầu tư thâm canh, áp dụng quy trình chăm sóc hợp lý nên vườn thanh long ruột đỏ của gia đình bà Nguyễn Thị Tuy, hợp tác xã dịch vụ tổng hợp xã Tân Lập, huyện Sông Lô luôn cho ra quả thanh long đỏ tươi, ngọt, mẫu mã đẹp, được thương lái đến tận vườn thu mua mang đi tiêu thụ khắp nơi trong và ngoài tỉnh. Với 2.000 trụ thanh long, mỗi năm cho thu khoảng 20 tấn quả với doanh thu gần 100 triệu đồng, gấp nhiều lần so với trồng các loại cây khác trên những mảnh đồi khô cằn nơi đây. Để đánh giá cái cây thanh long này mà so với những cái mặt bằng của những cây ăn quả của trước đây và hiện tại thì cây thanh long này vượt đỏ này tôi thấy nó cho hiệu quả gấp 2-3 lần so với những cái loại cây ăn quả kia. Người dân của chúng tôi hiện nay mong muốn nhất là thứ nhất là cái giá cả nó có cái chỗ mua bán nó ổn định. Là giá cả ổn định này rồi thì cái chỗ tiêu thụ là ra thị trường nó ổn định và cái sản phẩm của chúng tôi là thứ nhất. Thứ hai là cũng rất mong là được tham dự thêm, tham khảo thêm về cái mô hình khoa học kỹ thuật. Những năm gần đây, cây thanh long không chỉ phát triển mạnh trên địa bàn huyện Lập Thạch mà còn nhân rộng ra các địa phương lân cận ở huyện Sông Lô, trong đó có xã Tân Lập. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây thanh long ruột đỏ, hợp tác xã dịch vụ tổng hợp xã Tân Lập đã khuyến khích các thành viên cải tạo đất đồi, tham mưu Ủy ban Nhân dân xã quy hoạch diện tích đất phù hợp phát triển cây thanh long, phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tham quan mô hình, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP. Đảng ủy, chính quyền địa phương xã Tân Lập đã tập trung chỉ đạo và hướng dẫn cũng như là định hướng để cho bà con nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn nói chung
Trong đó thì về trồng trọt thì nổi trội nhất là Ủy ban dân xã đã cùng với thôn định hướng cho bà con nhân dân xây dựng được một cái mô hình thanh long ruột đỏ Tân Lập. Quá trình tổ chức mô hình này chúng tôi thấy rằng là hiệu quả kinh tế từ cái việc chuyển dịch đối với cái mô hình thanh long ruột đỏ đến hôm nay là cho thấy bà con rất phấn khởi và tạo được cái nguồn thu nhập trên đơn vị diện tích cao nhất so với các cái loại cây trồng khác trong thời gian vừa qua. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã Tân Lập tiếp tục khuyến khích các hộ dân cải tạo đất đồi, mở rộng diện tích trồng thanh long cũng như áp dụng tiêu chuẩn Việt Gáp trong quá trình trồng, chăm sóc, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí sản phẩm OCOP, tăng cường phối hợp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm thanh long ruột đỏ. Thưa quý vị và các bạn, với những chính sách ưu đãi đặc thù của nhà nước dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tâm huyết với nghề, trong những năm qua, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Tam Đảo thực sự trở thành địa chỉ tin cậy để con em đồng bào dân tộc thiểu số có thể hiện thực hóa ước mơ về một tương lai tươi sáng. Với đặc thù là một huyện miền núi của tỉnh, học sinh phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn, nên hàng năm để thu hút được con em tham gia học tập, trước thềm năm học mới, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Nghề nghiệp huyện Tam Đảo thành lập các tổ công tác về các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, điều tra khảo sát nhu cầu học tập của các em học sinh. Và để làm tốt công việc này, mỗi người thầy, người cô đều phải thực sự tâm huyết và thấu hiểu. Tuyển sinh vào lớp 10 thì các thầy cô giáo đã có cơ hội trực tiếp đến tận nhà các em học sinh để tìm hiểu, tư vấn tuyển sinh và qua đó thăm nắm được cái hoàn cảnh kinh tế, hoàn cảnh gia đình của các em. Và những trường hợp khó khăn, đặc biệt thì thầy cô giáo đã sẽ ghi vào một quyển sổ nhật ký và thông qua đó sẽ là cái tiền đề để có những giải pháp, biện pháp để giúp các em trong quá trình học tập. Trong năm học vừa qua, có 38% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học tập tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Nghề nghiệp huyện Tam Đảo. Khi tham gia học tập tại đây, ngoài những chính sách ưu đãi của nhà nước, các em còn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi khác từ trung tâm. Ngoài những cái chính sách về miễn giảm học phí của nhà nước đã quy định, thì Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên có những cái giải pháp rất cơ bản để giúp các em có thể vượt qua được khó khăn, đặc biệt là việc miễn giảm cái tiền học chuyên đề. Gắn kết giữa học văn hóa với học nghề là mô hình được triển khai từ nhiều năm tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Nghề nghiệp huyện Tam Đảo. Thực tế, mô hình này đã đem lại hiệu quả thiết thực cho học sinh. Sau khi tốt nghiệp chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, đồng thời các em cũng có trong tay tấm bằng trung cấp chuyên nghiệp và để các em có đủ điều kiện hành nghề sau đào tạo nghề. Trung tâm đã nghiên cứu thị trường lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Từ đó, vận dụng vào thực tế trình độ, năng lực, nguyện vọng của học sinh để liên kết mở lớp dạy nghề cho phù hợp, hiệu quả. Thông thường sau khi tốt nghiệp thì chúng tôi phối hợp với các cái đơn vị liên kết đào tạo nghề thì giới thiệu việc làm cho 100% học sinh. Đó, thì cái tỷ lệ mà các em đi làm ngay sau khi tốt nghiệp thì đạt khoảng từ 80 đến 90%. Khi mà em vào ngôi trường này ạ, là em có được học cả văn hóa và cả nghề. Thì nghề của em là chọn nghề điện tử đấy. Nên là sau khi mà ra trường thì em chọn một công việc phù hợp với mình. Với những mục tiêu hướng đi gắn liền với thực tế của địa phương, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Nghề nghiệp huyện Tam Đảo đã tiếp thêm cơ hội để con em đồng bào dân tộc thiểu số có việc làm ổn định, nâng cao đời sống, góp phần giúp chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả việc chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm. Nơi đây thực sự là một địa chỉ tin cậy của con em đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương muốn hiện thực hóa ước mơ về một tương lai tươi sáng. Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tổng kết khóa học, học kỳ trong quân đội năm 2023 với chủ đề Chúng em là chiến sĩ. Chương trình học kỳ trong quân đội năm 2023 diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 2023 tại Trung đoàn 834, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong khóa học, 68 chiến sĩ nhí đã được trải nghiệm môi trường sinh hoạt, huấn luyện trong quân đội để rèn luyện ý chí, nghị lực, đồng thời được giáo dục kỹ năng sống, giúp các em tự tin, năng động, chủ động hòa nhập
và phát triển trong xã hội hiện đại. Khóa học này em được học cách nấu ăn, luyện võ, làm bằng súng, vệ sinh cá nhân, phòng chống ma túy. Và em thấy khóa học này nó rất ý nghĩa với em và các bạn cùng trang lứa. Cũng tại lễ bế giảng diễn ra gala chương trình học kỳ trong quân đội năm 2023 với chủ đề Chúng em là chiến sĩ, gồm hai nội dung chính: chương trình dạ hội hóa trang với chủ đề Chúng em bảo vệ môi trường và chương trình biểu diễn văn nghệ do các chiến sĩ đến từ các tiểu đội của lớp học. Gala diễn ra sôi nổi, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường sống, chống biến đổi khí hậu. Em cũng muốn là cho con tham gia khóa học cứu quân đội này để con rèn luyện kỹ năng sống và con được trải nghiệm, con được học hỏi rất là nhiều. Trong này các cô chú dạy con nấu ăn, rồi là con tham gia các hoạt động rất là bổ ích. Em muốn là cho con mình sau khi tham gia khóa học này em thấy con tự tin hơn và con biết cách là sáng dậy, con biết cách ngủ dậy đúng giờ và mọi việc, mọi công việc của con cũng có thể tự sinh hoạt được ạ. Học kỳ trong quân đội là hoạt động thiết thực, hiệu quả, là môi trường sinh hoạt, học tập lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện thế hệ thanh thiếu niên của tỉnh nhà, có lý tưởng cách mạng, có phẩm chất đạo đức và lối sống năng động, sáng tạo, cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xã hội chủ nghĩa. Qua các hoạt động của chương trình, giúp các em từng bước thay đổi nhận thức, có tinh thần chia sẻ, đoàn kết, quan tâm đến gia đình, bạn bè, xã hội, tự tin, tự giác, độc lập trong cuộc sống và học tập. Hôi thối, khó chịu, thậm chí là những bữa cơm phải bỏ dở vì có luồng gió thổi từ trang trại lợn bên kia sông Cà Lồ qua bên này. Cửa nhà luôn đóng kín, trẻ con, người già đều phải ở trong nhà để tránh mùi. Đó là tình trạng mà nhiều hộ dân tại phường Đồng Xuân và phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên đang phải hứng chịu gần 3 năm nay vì ô nhiễm không khí nặng nề. Tháng 3 chúng tôi không thể nào mở cửa được, 24/24 đều có đóng cửa. Chúng tôi đã đóng cửa kín và chạy điều hòa rồi. Nhưng cái mùi phân vào chúng tôi cũng không ngủ được. Là dãy phố sầm uất nằm trên trục chính, nhưng chưa khi nào những hàng quán này lại vắng khách như năm nay. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, mà mùi hôi thối còn là nguyên nhân giảm sút thu nhập nghiêm trọng của các hộ dân kinh doanh ở khu vực này. 1-2 năm nay là mất hết khách. Trước kia chúng tôi rất là đông khách. Nhưng bây giờ là không có khách, nó mùi nó nồng nặc, nó coi như là cả ngày cả đêm luôn. Kinh doanh spa đây thì khách hàng nó ảnh hưởng rất nhiều. Từ bây giờ khách hàng cũng rất là ít và họ mùi này họ không thể chịu được. Theo phản ánh của người dân, mùi hôi thối được phát tán từ một trang trại lợn nằm ngay ven sông Cà Lồ thuộc địa bàn xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Trang trại lợn này nằm trải dài theo một khúc sông xa khu dân cư của xã Tân Dân, nhưng lại sát khu dân cư của thành phố Phúc Yên. Thiệt hại cũng rất là nhiều. Tại sao đến thời điểm này, đến thời điểm nó quá mức độ đến bây giờ là... Thật ra trước là chỉ có bọn tôi kêu vì bọn tôi kinh doanh bị ảnh hưởng. Với cả những hộ dân ven sông là kêu. Nhưng đến thời điểm này là toàn bộ một khu vực rộng lớn luôn. Mùi nồng nặc. Vậy thì khi mà ở một cái điểm tận bên Sóc Sơn mà ra mùi nồng nặc như thế thì nó phải thải ra môi trường kinh khủng cỡ nào. Vì cái mùi hôi thối như thế thì nhân dân cũng kiến nghị với lại các cấp. Cái thứ nhất là kiến nghị lên tổ dân phố và đồng thời qua tổ dân phố cũng qua là báo cáo kiến nghị lên trên Ủy ban nhân dân phường Đồng Xuân. Thế quay vậy là nhiều lần Ủy ban nhân dân phường Đồng Xuân đã có văn bản gửi ra ngoài thành phố Phúc Yên. Thế thành phố Phúc Yên cũng có văn bản gửi sang huyện Sóc Sơn. Thế mà đến bây giờ là huyện Sóc Sơn vẫn không có phản hồi và không trả lời. Những bức xúc này đã được người dân phản ánh đến các cấp chính quyền của phường và thành phố nhiều lần. Tuy nhiên, vẫn chưa có giải pháp nào được đưa ra để đảm bảo môi trường sống của người dân. Thưa quý vị và các bạn, ngay phía sau tôi đây đó là trang trại lợn rất là rộng lớn của xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Trang trại lợn này thì nằm ngay sát bên sông Cà Lồ và phía bên này sông chỉ cách chưa đầy 50 mét, đó là rất là nhiều hộ dân của hai phường Đồng Xuân và Xuân Hòa sinh sống. Theo phản ánh của người dân thì từ sáng sớm cho đến chiều tối và cả đêm nữa thì cái mùi từ trang trại lợn bốc sang rất là khó chịu, đặc biệt là trong những ngày nắng như thế này thì cái mùi càng khó chịu hơn. Ngay như tôi đây chỉ đứng đây có vài phút thôi, cũng mùi cũng rất là khó chịu và cũng phải xin phép người dân là đeo khẩu trang để tập trung làm việc. Còn đây là hình ảnh mà chính những người dân sinh sống tại khu vực này ghi lại được khi nước sông Cà Lồ xuống thấp. Ô nhiễm càng nghiêm trọng và trở nên ngột ngạt, nhất là khi nắng nóng kéo dài. Thực tế chúng tôi đây những cái môi trường rất xanh sạch,
có những cái cơn gió, những cánh đồng nó rất là thân thiện, nhưng đến bây giờ chúng tôi không thể chịu được những cái mùi này. Thế nên đề nghị là cấp chính quyền vào cuộc để và giải quyết cho chúng tôi, nhân dân chúng tôi được đảm bảo sức khỏe và cũng như là lấy lại những khách hàng để mà ổn định cuộc sống. Cái trang trại này thì là ở thuộc bên xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn. Thế nhưng mà có xa dân của bên xã Tân Dân thì lại gần dân là của phường Đồng Xuân và phường Xuân Hòa. Bây giờ mong muốn của người dân là bây giờ đề nghị là trang trại này phải chuyển đi nơi khác, không được chăn nuôi ở qua là gần giáp danh với lại khu dân cư nữa. Vâng, đó là những mong muốn chính đáng của người dân để có một môi trường sống trong lành. Vì vậy, mong rằng các cấp chính quyền thành phố Phúc Yên phải có sự vào cuộc tích cực cùng với cấp chính quyền huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội để có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường từ trang trại chăn nuôi, đảm bảo sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.